Có một cái bạn comment trên YouTube của mình là: "Anh ơi, chạy em cách tăng chiều cao mà không còn luyện tập được không anh?" Qua cái vấn đề này thì em chưa thấy cái kênh nào làm luôn á. Ok. Được. Các bạn nên leo trên giường và sau đó chúng ta sẽ đi ngủ. Và sau đó chúng ta sẽ nằm mơ nhé.